Mến chào các bạn. Đây là chế tạo máy cắt cỏ Việt Nam nha. Thì Thành Đắk Nông mới vừa đem về một con máy phát cỏ Sibau ra. Thì con này thì đường dao của nó bề ngang 1,5 m các bạn. Và cái con này thì nó sử dụng động cơ diesel nha. Thì con này nguyên bản còn zin hết và số giờ chạy nó rất là ít. Để tí mình lên mình quay số giờ thực tế cho các bạn xem. Thì con này là nó mang model là CM274 Sibaura. Sử dụng động cơ Sibaura diesel ha. Đây, để mình dỡ ra cho các bạn xem. Thì cái con này về cái động cơ của nó thì chưa có đụng một con ốc nha. Nói chung là không hiểu sao nó còn rất là mới luôn. Mà bên Nhật thì người ta mới chạy có mấy trăm giờ mà người ta lại không sử dụng. Có thể là nó là một chiếc xe của một cái công ty hết thời hạn thanh lý, hoặc là người ta có thể là người ta không có nhu cầu nữa, người ta sử dụng thì người ta bán. Đó, thì cái dòng này thì nó sử dụng thủy lực hết. Các cái vàng tay đồ nó nằm bên này hết. Đây, giờ của nó đây mới có 460 giờ, tính ra số 9 nó thành 461 giờ đó. Nó chỉ mới bằng đó thôi. Nó còn rất là ngon luôn. Rồi, bây giờ sẽ lên nổ máy để chạy phát cho bạn xem nha. Rồi, xem đây. Đây nè, các bạn sẽ thấy đề máy đó rất là nhẹ nhàng, thấy không? Đó, các cái cần lò là điều khiển nó bên này hết. Đó, xả lốc kê, đó, rồi. Kéo làm, kéo dao chạy nè. Đó, hạ ben lên xuống, nó rất là thoải mái ha. Nè, các bạn nhẹ nhìn xem nó phát nè. Đó, nó phát sát mặt đất luôn các bạn thấy không? Nó phát là sát mặt đất luôn. Đó, sát mặt đất luôn, rất là chất. Các bạn thấy không? Thấy đường phát nó không? Đang cỏ như vậy mà nó phát ra một phát là sạch bon, nó phát bằng đường dao. Mà cái con này á, thì ở cái tốc độ mà nó làm việc á, thì theo như mình ước tính á, thì cỏ là nếu mà cỡ này á, thì một ngày nó phải là phát được, là mình không có sức để chạy thôi, nó phải phát được một ngày phải 5-6 hectare. Cỏ lớn hơn thì mức độ trung bình nó khoảng 4 hectare một ngày. 4 hectare một ngày là tính ra là 1 hectare nó 10.000 mét vuông, 40.000 mét vuông, 50.000, 60.000 mét vuông một ngày tùy theo cỏ. Như cỏ cỡ này thì nó phát khoảng 60.000 mét vuông là khoảng 6 mẫu, 6 hectare một ngày thì thoải mái. Mà các bạn thấy không, nó phát ra rất là sạch sẽ luôn. Đó, đó các bạn thấy không, phát nè, nó cỏ nó văng nè, có cỏ nó bay, nó lùa về một hướng, nó thổi qua một bên, nó không có làm kẹt ở cái đường phát. Và lái quay đầu rồi nó rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Các bạn thấy những cái máy cắt cỏ này người ta chế là cái bánh sau nó sẽ đi phía trước, mà cái bánh trước nó sẽ là phía sau, để các bạn chêm cái bánh lái nó phía sau. Cái bánh này thì nó vừa lớn nè, nó sẽ bảo đảm về cái độ mã độ an toàn hơn, và nó không có bị lúng hoặc là lầy. Nó khó bị lúng bị lầy hơn là chúng ta dùng cái bánh mà nó đẩy từ sau tới. Đó, ít bị lúng bị lầy, bị lúng cũng sao, nó lướt qua luôn. Đó, và cái độ, thí dụ như cái bánh to thì cái độ mà độ dày của bánh, độ bền bánh, thí dụ có vướng cục đá cục gì đập vô thì nó cũng không có làm cho lủng lốp ha. Đó, các bạn thấy không, rất là chắc ngắt luôn. Đó, cái bánh sau lái
mà cái xe nó nhìn rất là vững chắc đó các bạn, thấy không, cỏ này cỡ nào là coi như cũng tan được. Ví dụ như cỏ dày như vậy thì mình đi chậm chút xíu, tốc độ của nó chắc chừng khoảng 4 hết một ngày. Còn cỏ mà cỏ như kia thì khoảng 6 hết một ngày. Cái này không nói ngoa đâu nhá, không nói điêu đâu, thật sự là vậy đó. Rất là chất. Rồi, mến chào các bạn nha.